Theo các nhà lập pháp Hungary, luật mới được ban hành với mục đích bảo đảm các giá trị văn hóa, y tế và trật tự công cộng. Do đó, luật này trao quyền cho hội đồng thành phố được phép cấm người vô gia cư. Trái lại, các nhà hoạt động xã hội và bản thân người vô gia cư cáo buộc chính phủ Hungary ban hành đạo luật này chỉ nhằm giữ thể diện và hình ảnh quốc gia trước khách du lịch quốc tế. Họ chỉ muốn lái sự chú ý của xã hội từ nạn trộm cướp và tham nhũng sang chúng tôi mà thôi. Chúng tôi thà chết cóng ở bên ngoài hoặc là trốn vào rừng sâu, còn hơn là đến mấy cái trại của họ. Những chỗ đấy không an toàn. Chính sách mới đối với người vô gia cư tại Hungary đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều nhóm hoạt động nhân quyền, cáo buộc đảng cầm quyền Fidesz của Thủ tướng Orbán đã tỏ ra thờ ơ trước những số phận kém may mắn tại quốc gia này. Những người sống vất vưởng trên đường phố cần được giúp đỡ, chứ không phải là bị đá ra ngoài lề xã hội. Các bạn hiểu rất rõ rằng luật mới sẽ không giúp giải quyết vấn đề về người vô gia cư. Trong suốt một năm qua, cách đối xử đối với người vô gia cư đã trở thành đề tài tranh cãi gay gắt trong nội bộ chính phủ Hungary khi Thủ tướng Orbán cho rằng vô gia cư là một vấn nạn xã hội và không được đánh đồng nó với tội phạm. Cuối năm 2011, đảng cánh hữu Fidesz cầm quyền đã đưa ra hàng loạt lệnh trừng phạt áp dụng trên cả nước, trong đó quy định người vô gia cư sẽ bị phạt hành chính 650 đô la Mỹ nếu tái phạm ngủ ngoài đường hoặc thậm chí ngồi tù 60 ngày. Ngay cả Liên Hợp Quốc cũng tỏ ra quan ngại trước chính sách với người vô gia cư của chính phủ Hungary, đồng thời khẳng định việc người vô gia cư dựng lều ngủ không đồng nghĩa với hành vi phạm tội và buộc phải bắt giữ. Theo thống kê, hiện có khoảng 7.500 người vô gia cư trên khắp Hungary, trong đó có khoảng 1.500 người đang sinh sống tại thành phố Budapest, ngay cả trong thời điểm thời tiết xuống dưới 0 độ C. Và mỗi năm, hàng chục người bị chết cóng do nằm ngủ trên các con phố.